này không nhở? Mẫu này bên em hôm nay thì có tất cả là 4 gam màu các chị nhá. Màu hồng này, màu cam đất này, màu đen và màu xanh nhạt. Mẫu này sẽ dành cho những chị gái nào dưới 60kg mà cực kỳ tốt luôn. Chị nào mới thích mẫu này thì comment cho là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nha. Mẫu này mặc mùa hè thì cực kỳ là thoáng mát với chất liệu vải quang thái nhá. Mặc siêu mát, siêu xinh luôn. Đó. Rồi, cho chị Tuyết Ngọc này, Nguyễn Ngọc Oanh em chốt đơn hàng chị rồi nhá. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng nhá. Mẫu này sẽ dành cho những chị gái nào dưới 60kg mà cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Đúng rồi, mã là V01 các chị ơi, V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng. Và giá của em này hôm nay giảm giá chỉ còn 199.000 các chị nhá. Rất là rẻ luôn đấy ạ. Thiết kế kiểu vô cùng trẻ trung luôn, cổ tàu, kèm theo đó là thiết kế kiểu tà hai bên, đằng trước thiết kế kiểu tà ngắn hơn một chút, tạo cảm giác chân vô cùng là dài. Đó, và đằng sau thì sẽ kiểu đuôi tôm như này, tạo cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng và uyển chuyển luôn. Chị nào mình thích comment cho em đi nào. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok, Phương Dung ơi, thêm cho em địa chỉ nha. Các chị ơi, mình đầy đủ thông tin địa chỉ cho em các chị nhá. V01 nè các chị ơi, V01 nha. Mâu Thị Thùy Linh thêm em địa chỉ đi ạ. Mã sản phẩm là V01, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng nha. Trang Anh địa chỉ nào. Ok, Kim Diệu, Hồng Kim Liệu, Diệu Loan em cho đơn hàng nhá. Ok, chị Vũ Huyền em cho đơn hàng nào. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em đi ạ. Giá là 199.000 một chiếc, và những chị nào bằng 60 hoặc dưới 60kg mặc đều xinh nhá chị nhá. Đúng rồi, V01 đấy các chị ơi. V01 Quỳnh Nguyễn em cho đơn hàng này. Rồi, dưới 60kg mặc tốt luôn. Chị nào mình lấy comment cho là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng. Chị Đỗ Hoa ơi, mình mặc mẫu này cực kỳ xinh nha. Thanh Hương Đoàn thêm em địa chỉ nào, những chị nào mình mua hàng buổi trường ngày hôm nay hãy comment thông tin địa chỉ đầy đủ cho em các chị nhá. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng đi ạ. Mẫu này thì là cái mẫu cực kỳ là hit hot bên Quyên Vision rồi, rất là nhiều các chị đã sở hữu mẫu này và luôn có những phản hồi cực kỳ là tích cực luôn nha. Và những chị nào mình chưa được mua bao giờ thì hôm nay hãy nhanh chóng đi ạ, vì số lượng không còn nhiều các chị nhá. Nhanh chóng comment cho em đi ạ. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, cộng địa chỉ nhận hàng nào. Ok, rồi V01 các chị nhá. V01. Ok, Vương Thu Phượng em cho đơn hàng chị rồi đấy ạ. Phước Lộc em cho đơn hàng nhá. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng nào. Ok, Thủy Thái cho đơn hàng, Gấu Xuân cho đơn hàng nhá. Trang Anh em cho đơn hàng chị rồi đấy ạ. Rồi, V01 các chị ơi, V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng. Mẫu này rất là xinh đó chị nhìn đúng không ạ? Với chất liệu vải quan thái mặc bao mát mẻ đó chị, với thời tiết mùa hè luôn. Và gồm tất cả là 4 gam màu này, màu hồng này, màu cam đất này, màu đen và màu xanh rêu các chị nhá. 4 gam màu cho chị lựa chọn luôn, rất là xinh luôn đấy ạ. Ok, chị Vân em chốt đơn hàng chị Vân Vân nhá. Hoàng Thị em chốt đơn hàng chị rồi nhá. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng. Các chị ơi, em nghĩ là một mẫu vải giàn sung các chị không nên bỏ qua đâu ạ. Mẫu này mình mặc đi làm, đi chơi dạ tiệc hay thậm chí đi du lịch, đi biển đều rất là xinh các chị nhá. Với chất liệu vô cùng mát, và những chị nào mình có bụng mập một chút này, có bụng mỡ đấy ạ, hay là bầu bí nhỏ, thì đây là sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời rồi. Nhanh chóng comment để được sở hữu đi nào. V01 đấy các chị ơi. Ok, Hoàng Thị em chốt đơn hàng này. Trang Nguyễn em chốt đơn hàng này. Chị Mai Thắm BV ơi, thêm cho em số điện thoại kèm địa chỉ nha. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng, dưới 60kg mặc cực kỳ tốt mẫu này các chị nhá. Dưới 60kg các chị ơi, chị Ngân Thu ơi, giá là 199k nha. Giảm giá còn có 199k cho những chị nào đặt hàng trực tiếp trên livestream của em nhá. Đừng bỏ qua mẫu này bởi vì mẫu này rất là xinh đấy ạ. Với thiết kế kiểu tà hai bên cực kỳ trẻ trung và rất là mát, và tiết này vô cùng là nhẹ luôn nhá. Ruby Nguyễn em cho đơn hàng này, Nguyễn Thu Liên em cho đơn hàng nhá. Ok, Nguyễn Nga cho đơn hàng luôn rồi ạ. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng đầy đủ nhá các chị ơi. Rất là xinh luôn đấy ạ. Đấy, thiết kế kiểu đằng sau đuôi tôm cực kỳ đẹp, nhẹ nhàng uyển chuyển luôn. Thẩm Mỹ Thúy Nga cho đơn hàng này, Ngân Thu ơi, mặc xinh luôn rồi chị nhá, không phải gì không phải lo nữa. Rồi, nhanh chóng comment thông tin địa chỉ cho bên em đi ạ. Được free ship không chị ơi? Hôm nay váy này bên em đã được giảm giá rồi đấy ạ. Giá gốc của nó là hơn 300.000 và hôm nay bọn em giảm chỉ còn 199k thôi. Nên các chị ơi hãy tận dụng hôm nay sale đi ạ. Nhanh chóng comment nào. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng nhá. Chỉ có giá 199k. Ok, chị Phương Dung đầy đủ thông tin em cho đơn hàng rồi nhá. Ok, V01 các chị ơi. V01 của anh Nguyễn em cho đơn hàng rồi đấy ạ. 1m52 cân xinh quá luôn rồi chị nhá, xinh quá luôn rồi. V01 nào, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng đầy đủ bên em chốt đơn hàng được không ạ? Hoa tươi anh Minh ơi, cái màu cam đất này thì không có giá là 38k chỉ dành cho áo dài chị nhá. Ok, chị Luận Lê ơi, thêm cho em địa chỉ thật nhanh nhá, comment thông tin địa chỉ nào. Ê Lan Nguyễn em cho đơn hàng nhá. Vân Vũ em cho đơn hàng chị rồi đấy ạ. Ok, Cẩm Tú em cho đơn hàng nhá. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho em đi nào.
Lê Thanh ơi, thêm cho em địa chỉ chị nhá, thêm cho em địa chỉ đi ạ. À. Đầy đủ thông tin địa chỉ em cho đơn hàng luôn này. V01 thì các chị ơi, mẫu áo dạ, mẫu váy cực kỳ xinh luôn, với chất liệu kiểu vải dáng suông nhá. Thiết kế dáng suông cực kỳ đẹp mắt, với chất vải voan thái bao mắt này chị. Với thời tiết mùa hè em nghe nói tuần sau lên tận 36 độ rồi đấy ạ. À. Nên việc sở hữu những cái kiểu váy vô cùng thời trang và chất mát mẻ như này thì cực kỳ ok. Với giá đang sale cực kỳ rẻ, chỉ 199k chị nhá. Ok chị Nguyễn Hoa ơi, mình thêm cho em địa chỉ thật nhanh nào chị ơi. Bao tiền hợi hiệp ơi, 199k nhá. Rồi 1m62 mặc xinh luôn nhá. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng nào. Đầy đủ thông tin địa chỉ nha các chị ơi, vì mẫu này số lượng về không nhiều. Nên những chị nào mà mình muốn sở hữu comment thông tin đầy đủ nha. Tài lộc em cho đơn hàng này. Rồi chị Lê Thị Mimi em cho đơn hàng này, màu em mặc có giá là 199k nha. Lục Hồng em cho đơn hàng nhá. Ngân Thu em cho đơn hàng chị rồi đấy ạ. Luân Lê em cho đơn hàng nhá. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em nào. Màu hồng này, màu cam, màu đen và màu xanh rêu các chị nhá. 4 gam màu cực kỳ là đẹp mắt luôn và vô cùng trẻ trung với thiết kế kiểu dáng này nhá. Chị nào mình lấy comment đi ạ. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ. Trần Loan em cho đơn hàng chị rồi này. Rồi chị Hương là thị em cho đơn hàng chị rồi nhá. Mấy kg mặc được chị ơi, bằng 60 hoặc dưới 60kg mình đều mặc ok mẫu này luôn. Những chị nào mà mình vừa thì em sẽ nói luôn là vừa, mà không vừa thì em sẽ nói ngay, các chị đỡ mất thời gian. Anh Nguyên em cho đơn hàng, Vong Vi Lai Vi Sam em cho đơn hàng nhá. V01 chị Nguyễn Huyền Nga nhá, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng nhá. Lê Thanh em cho đơn hàng rồi đấy ạ. V01 các chị nha, V01 giá giảm từ 350.000 còn 199k cho buổi trưa ngày hôm nay duy nhất livestream này nhá. Mẫu này vừa về chào hè nên bọn em sẽ bán cho chị với giá cực kỳ rẻ của trưa ngày hôm nay, nên đừng bỏ lỡ cơ hội này các chị ơi. Ok, Trần Thị Ngọc em cho đơn hàng nhá. Xe mang sau lưng ok, đằng sau lưng thiết kế kiểu đôi tôm cực kỳ nhẹ nhàng mà di chuyển này, các chị nhìn rõ không ạ? Rất là đẹp với màu hồng luôn nha, màu hồng là gam màu rất là định da. Bên cạnh đó có màu cam đất cực kỳ là nhẹ nhàng này, màu xanh rêu cũng thế, và màu đen các chị nhớ. Chị nào sợ mập thì mình mới lấy màu đen ạ. Hiền Hàng cho đơn hàng, Trang Hải cho đơn hàng nha. Đàm Thị Thu Huyền ơi, mình cứ yên tâm, đầy đủ thông tin, bên em có bộ phận cho đơn hàng tự động chốt hết những đơn hàng chị nào đầy đủ thông tin nha. Khanh Hồng em cho đơn hàng chị rồi đấy ạ. Ok chị Hoa Quỳnh em cho đơn hàng rồi nha. Đúng rồi, size 40 cân mặc vừa luôn. Chị Lam Phụng ơi yên tâm, mẫu này mặc rất xinh luôn đấy ạ. Khách hàng bên đây có người 38 cân cũng đã mặc mẫu này và rất là xinh. Mẫu này thì em đảm bảo với chị là chưa một ai chê cả, với giá vô cùng rẻ luôn chị nhớ. Bao nhiêu vậy chị, giá là 199k chị ơi. Cho mình đổi màu đen ok, Phương Dung đổi màu đen luôn. Ok Lam Mai nhà Thu Tí Tí em cho đơn hàng chị rồi đấy ạ. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em đi nào. Chốt cho mình thấy không bạn? Ok Lê Thanh ơi, mình thông tin đầy đủ cho em chưa? Tâm Lan em cho đơn hàng nhá. Rồi, đẹp mà nhiều người mua clip, đúng rồi chị Hoàng Yến ơi, mẫu này rất là nhiều các chị mua đấy ạ. Rất là nhiều các chị gái đã thích mẫu này và mua sở hữu tất cả 4 chiếc 4 màu luôn. Em có nhìn thấy chị Hoa Tươi Anh Minh em chốt đơn hàng chị rồi mà, 1m59, 58 cân vừa xinh luôn Phương Dung nha. Mẫu này rất dễ mặc luôn các chị ạ, rất là dễ mặc luôn. Chị nào mình lấy comment cho là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em đi nào. Thu Thủy ơi thêm em địa chỉ chị nhá. Thư Anh mình lấy màu hồng, comment là V01 hồng, số điện thoại, địa chỉ nhá. Ok Lê Thanh em chốt đơn hàng này, đổi màu hồng lấy màu cam đất. Ok chị Vũ Huyền luôn nhá. Rồi các chị ơi, em nói nhiều bởi vì là em đang đọc hết comment của chị luôn đấy ạ. Phạm Huyền ok cho đơn hàng nhá. Anh Đức ơi, nếu mình không có nhu cầu mua hàng mình có thể ra ngoài livestream nhá. Nguyễn Trái cho đơn hàng này. V01 các chị ơi, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng nhá. Hoa Hằng Cúc ơi, mẫu này có giá là 350.000, giảm chỉ còn 199.000 cho duy nhất những chị nào đặt hàng buổi trưa ngày hôm nay nhá. Ok Nguyễn Đạt em cho đơn hàng ạ. 62 cân mình mặc hơi chật rồi. Thư Anh ơi, mình vừa sinh luôn chị nhá. 60kg vừa sinh luôn đấy ạ. Vừa sinh luôn Phan Hiệp nhá. Em đảm bảo với chị là bằng 60 hoặc dưới 60kg mình vừa mẫu này luôn. Comment đi nào. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng. Lê Nguyễn em cho đơn hàng này. Ok Nga Ba em cho đơn hàng nhá. Những chị nào đầy đủ thông tin địa chỉ em sẽ cho đơn hàng luôn. Nguyễn Huyền địa chỉ đi ạ. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng đầy đủ nào. Ok Thanh Thúy cho đơn hàng, Phương Quỳnh em cho đơn hàng nhá. Rồi Hà Nguyễn ơi, mình cứ đầy đủ thông tin là bên em có phần mềm cho đơn hàng tự động rồi nhá. Nguyễn Đan Thanh Trung em cho đơn hàng chị rồi đấy ạ. Hồng Nhé Lê Thanh ơi, comment là V01 hồng, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em nha. 58 cân vừa sinh luôn chị Nguyễn Hồng nhất. Đảm bảo những chị nào mình bằng 60 hoặc dưới 60kg mặc cực kỳ tốt. Và 100% các chị được kiểm tra hàng em toán các chị nhá. Nên yên tâm mua hàng bên em đi ạ. 100% sẽ được kiểm tra hàng em toán luôn. Ok siêu nặng cho đơn hàng nha. Khả Ngân ơi, mình lấy màu gì đấy ạ. Rồi nhanh chóng comment đi các chị ơi. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em nào.
Chị Yến Nhi ơi, mình nếu mà mình cắt men mà không có văn hóa thì mình có thể ra ngoài livestream của em ngay nhá. Nguyễn Hiền ok, cho đơn hàng Khả Ngân ơi, V01 kèm cam, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng nhá. Rồi, nhanh chóng comment thông tin địa chỉ cho em đi ạ. 57 cân 1m50 ao 84 193, vừa sinh rồi chị nhá. Hoàng Thị Ngọc Trai đảm bảo sinh, Nguyễn Huyền sinh luôn rồi đấy ạ. Bao nhiêu một cái vậy Vũ Châu ơi, giảm giá từ 350 còn 199.000 nhá. Yến Nguyễn em cho đơn hàng rồi ạ. VV Hansi ơi, 199.000 đang giảm giá nhá. Nhanh chóng comment đi nào. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Rồi ok chị Hoàng Quân em cho đơn hàng nhá. Rồi chào Zumi Nguyễn luôn ạ. Màu đen rồi, lát em sẽ thử qua màu đen luôn. Áo em nó mà có giá là 199k các chị ơi, đang giảm giá còn 199k thôi ạ. Ok, Vọng Lai, Xây Kha em cho đơn hàng này, Thúy Kem cho đơn hàng nhá. Rồi những chị nào mình thông tin địa chỉ đầy đủ thì trên này rất là nhiều các chị đặt hàng nên em không thể nhìn thấy hết comment các chị, nhưng mình cứ yên tâm đầy đủ thông tin là mình cho đơn hàng. Thanh Vi Vu em cho đơn hàng nha, em có nhìn thấy Nguyễn Mai Anh luôn ạ. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em đi đăng. Rất là đẹp cái mẫu này luôn đúng không ạ? Thiết kế kiểu đằng trước tà ngắn tạo cảm giác chân vô cùng dài, và đằng sau thiết kế kiểu đuôi tôm các chị nhá. Ok, Cầm Phương Đặng em cho đơn hàng này. Rồi chị Giang Lê cho đơn hàng nha. V01 các chị ơi là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ đi ạ. Ok, chị Nguyễn Sương ơi, mình váy này có giá là 199k nhá. Giảm từ 350.000 còn 199k và bằng 60 hoặc dưới 60 ký vừa luôn. Chị nào mình lấy camera là V01, kèm là màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nha. Mẫu này rất là nhiều người mua rồi đấy ạ. Chu Thủy cho đơn hàng nha. Hàng Hiếu mình lấy màu hồng, V01 hồng, số điện thoại, kèm địa chỉ nào. Thanh Xuân đây mặc xinh quá luôn rồi, người chị như người mẫu rồi nhá. Đen Sơn thêm địa chỉ nào. Nguyễn Hồng cho đơn hàng nha. Lan Phung mới cho đơn hàng rồi, lát em mặc màu đen cho các chị xem. Màu đen là gam màu những chị nào mình sẽ mặc một chút có thể mặc màu đen. Gam màu hồng là gam màu em thấy là trong cái này thì gam màu hồng là gam màu cực kỳ nhẹ nhàng rồi đấy ạ. Rất là nữ tính luôn, mình mặc đi làm đi chơi rất là ok. Có cam đất này và có màu xanh rêu nữa, các chị thích màu nào thì comment màu đó nha, và số lượng không nhiều các chị nhá. Giảm giá đi rất là nhanh thôi đấy ạ. Trinh Nguyễn ok cho đơn hàng nha. Chị Bùi Hằng địa chỉ nào. Ngọc Hoa Nguyễn ơi, mình vừa sinh luôn rồi chị nhá, yên tâm mặc sinh luôn. Ok, Thúy Nga Party thêm em địa chỉ đi ạ. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em đi nào. Ok chị Khanh Mai cho đơn hàng Khanh Mai nhá. Rồi V01 các chị ơi, V01 Tường Vi em cho đơn hàng chị rồi đấy ạ. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng là Tuyết Lanh em cho đơn hàng nhá. Ok, bên Cam Phương Băng ơi, bên em là hàng này hàng free size như đảo và các chị là dưới 60 cân mặc cực kỳ tốt. Với dáng suông cực kỳ là đẹp mắt này các chị ơi, cực kỳ là đẹp luôn, chị nào có bộ sưu tập dáng suông thiếu váy này thì quả là một thiếu sót cực kỳ lớn luôn đấy ạ. Rồi lát em mẫu xanh rêu là màu canh mặc rồi chị ơi, canh xanh rêu mặc rồi. Thủy Thủy ơi, mẫu này dưới 5-60kg mặc ok nhá, dưới bằng 60 hoặc dưới 60kg. Ok, Hồ Thanh Long chị nhá, Hải Lương em cho đơn hàng chị rồi đấy ạ. V01 nhá các chị ơi, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng đầy đủ bên em cho đơn nào. Rất là xinh luôn, màu hồng này cực kỳ là nhẹ nhàng. Màu xanh rêu canh đang mặc này, màu cam đất và màu đen nhá các chị nhá. 4 gam màu cơ bản để cho các chị buổi trường ngày hôm nay, và số lượng không còn nhiều.